Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mới xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trà hữu thân mến, thật nhiều sức khỏe và an nhiên. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày mùng 7 tháng 4 năm 2024. Và shop Thế giới từ xa kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đổi món. Chúng tôi sẽ không nói về những bộ ấm chén từ xa đẹp độc và siêu kinh điển nữa, mà giới thiệu quý vị và các bạn hàng nghìn mẫu chén các loại. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ. Hàng nghìn mẫu chén các loại để quý vị và các bạn lựa chọn, sưu tầm cũng như là chọn cho mình những bộ chén đẹp phù hợp với các dòng trà, các loại trà. Trên đây là một loạt những mẫu chén, dòng chén kiến chản, lung củi. Mục đích chính là làm mềm nước, uống trà rất là ngọt. Thứ hai nữa là rửa rất là sạch sẽ. Vâng. Dưới đây là một loạt những mẫu chén sứ cảnh Đức Trấn. Mẫu chén giát bạc 39. Và những mẫu chén chủ bằng đất từ xa. Vâng. Bên trong là những mẫu chén kiến chản và một mẫu chén chủ rất đẹp bằng đất từ xa, đắp bằng tay vừa về. Vâng, 100ml 450.000 một chiếc và cả thùng. Vâng, cả thùng quý vị ạ, những chiếc thùng chưa rỡ. Những mẫu chén nón dùng để thưởng thức các loại trà hương rất đẹp. Đây là bên này cũng rất nhiều, thưa quý vị. Hàng ngàn mẫu chén thì đúng hơn. Những dòng chén gốm Lê Hưng Khâm Châu, lung hỏa biến một phần, cầm rất là chắc chắn, thưởng thức trà rất là ngọt. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo là những dòng chén gốm Lê Hưng Khâm Châu, lung hỏa biến một phần, rất nhiều những mẫu chén từ xa. Và chúng tôi thường nói với quý vị và các bạn rằng quý vị hãy chọn những chiếc ấm trước, sau đó để shop ghép chén vào thì là hợp lý và đẹp hơn. Bởi vì khi mà gửi ảnh cho quý vị và các bạn hàng nghìn mẫu chén, quý vị và các bạn hoa mắt không biết chọn cái nào vào cái nào cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp theo shop Thế giới từ xa sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một loạt những mẫu chén sứ cảnh Đức Trấn. Những mẫu chén từ xa, đây là những mẫu bán chạy nhất. Vâng, rất là đẹp, giá thì rất là rẻ, thưa quý vị. Đầu tiên là một bộ chén gồm 4 chiếc chất đất hồng bì long nguyên khoáng, 4 chữ giát vàng, trà thiền ngộ đạo. Vâng, 50ml một chiếc và cả bộ là 790.000 một bộ 4 chiếc. Tiếp theo là một loạt những mẫu chén sứ cảnh Đức Trấn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất nhiều loại. Đây là một loạt những mẫu chén sứ cảnh Đức Trấn. Thưa quý vị, cảnh Đức Trấn là một trung tâm sản xuất gốm sứ quan trọng và hình thành ở những thời điểm đầu tiên của đất nước Trung Quốc. Theo những tài liệu ghi chép thì có thể là từ thời Nam Triều rồi chuyển sang đời Đường. Vâng. Lịch sử của những chiếc chén của sứ cảnh Đức Trấn có lịch sử khoảng 1.700 năm. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ. 1.700 năm kinh nghiệm làm gốm sứ. Vâng, thị trấn Cảnh Đức. Và đầu tiên là 4 mẫu chén
màu rất đẹp, họa tiết vẽ thì cũng rất là phong cách. Bốn mẫu chén, đây là những mẫu bán rất chạy và trước chúng tôi đã dùng rồi, quý vị lấy cả những đồ mà chúng tôi dùng, vâng, quý vị mua tất. Thưa quý vị, họa tiết thì khác nhau một chút, nhưng mà chúng ta có thể ghép thành một cái bộ mà họa tiết có thể khác nhau và thưởng thức trà, vừa thưởng thức vừa ngắm. 120ml, 120.000 một chén. Làm chén chủ cũng được, mà làm chén con cũng được. Tiếp theo, thưa quý vị, đó là một loạt những mẫu chén sứ cảnh Đức Trấn, dạng trứng và màu trắng. Họa tiết chú mèo đang nằm này. Họa tiết một chú hươu này. Rất nhiều loại, rất nhiều phong cách. Họa tiết là thiền này. Một chú mèo đang ngồi bên cạnh một cái cây cành đào. Một chú hạc đang bay dưới một cái tán tùng. Vâng, rất nhiều loại. Quý vị quan tâm thì cái mẫu nào thì nhắn Zalo về shop. Shop sẽ gửi ảnh và quý vị sẽ chọn lại. Hoặc quý vị mà muốn mua ngẫu nhiên thì chỉ cần nói mã số. Ví dụ như cái dòng chén sứ dạng trứng này thì là 120ml, 120.000 một chiếc. Để tất cả cái đám này là 120.000 một chiếc. Thưa quý vị, tiếp theo đó là một loạt những mẫu chén nhỏ để quý vị và các bạn thưởng thức các loại trà Việt, trà Thái Nguyên, trà San Tuyết. Thứ nhất là rất sạch sẽ, thứ hai là nhìn thấy cả màu của trà. Mẫu Q2 này, mẫu Q6 này. Rất nhiều quý vị ạ, chúng tôi phải giới thiệu nhanh. Những cái dòng này thì khoảng 45 đến 50ml. 50.000 một chiếc. Đây ạ. Đấy. Những cái dòng mà dạng cao thế này cũng 50ml, 50.000 một chiếc. Trái hồng rất đẹp. Đấy. Tiếp theo là những mẫu chén sứ cảnh Đức Trấn có hình dạng tròn. Vâng. Cái mẫu đầu thì hơi thon lên một chút. Những mẫu tròn này thì cầm rất là thích. 50ml, 50.000 một chiếc. T1 này. T4 này. T3 này. T5 này. Rất nhiều loại. Chúng ta nếu mà dùng 6 chiếc thì nên chọn 6 màu cho nó có phong cách. Và tiếp theo thưa quý vị, đó là những dòng chén sứ cảnh Đức Trấn dạng lón. Để quý vị và các bạn thưởng thức các loại trà hương thì tuyệt vời. Rất nhiều họa tiết. Loại này quý vị cũng nên chọn một bộ hỗn hợp gồm nhiều loại hoa văn thì sẽ phong cách hơn, thay vì chúng ta dùng tất cả là một hoa văn. Vâng, vừa uống trà vừa ngắm họa tiết trên các chiếc chén. Cuộc sống thật thú vị làm sao, thưa quý vị. Tiếp theo đó là một cái dòng chén mà bán chạy nhất, năm nay mới lại về tiếp. Vâng, đây ạ. Mẫu chén vẽ Bát Nhã Tâm Kinh. Và chúng tôi đang dùng đây ạ.
Vâng, chúng tôi đã dùng 5 chiếc này. 120 mil, 120.000 một chiếc. Đây là mã M5. M4 thì thiết kế có khác một chút, nhưng mà cầm rất là dễ chịu. Mẫu này dung tích nhỏ hơn, 80 mil, 120.000 một chiếc M4. Và mẫu chén sứ Khánh Đức Trấn, cá chép hóa rồng, bán cũng rất chạy trong thời gian vừa qua, men dạn bên trong. Vâng, đây là mẫu M3, 98 mil, 150.000 một chiếc. Thưa quý vị, tiếp theo đó là ba mẫu bộ chén sứ Cảnh Đức Trấn. Bộ này bộ ngựa này, mỗi bộ gồm 5 chiếc, dung tích 88 mil một chiếc, và đồng giá ba bộ đây là 390.000 một bộ. Có hộp, có quai sách rất đẹp. Bộ ngựa này, bộ rồng này, và bộ hỗn hợp. Thưa quý vị, hỗn hợp có nghĩa là 5 chiếc, 5 họa tiết khác nhau. Phong cảnh này, chú ngựa này, thủy mặc này, sông núi này, và chú gấu trúc này. Vâng, 390.000 một bộ, gồm 5 chiếc, có hộp, có túi sách, làm quà biếu, quà tặng tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đó là một bộ chén bằng tử sa ngũ sắc, có nghĩa là 5 màu, dùng được tất cả các loại màu ấm. Đây ạ. Và sẽ có một chiếc ấm rất phù hợp với bộ chén ngũ sắc này. Thưa quý vị, đó là chiếc ấm dáng trụ sở như ý. Quý vị hãy nhìn chiếc ấm ghép với bộ chén ngũ sắc, rất là phù hợp về dung tích cũng như là về màu sắc. Chiếc ấm thì rất đẹp, chất đất đáy tàu thanh nguyên khoáng. Chiếc lúm nắp là họa tiết của mỗi cây gậy như ý, và cái phần lúm nắp này có gắn một cái viên đá và một chút vàng 24K gắn vào cái vòng tròn. Đây là nguyên bản là xưởng. Chiếc ấm mã số A10, 250 mil, 1.580.000. Chúng tôi có một chiếc, và bên trái là họa tiết vẽ một cái cảnh sen rất là cách điệu, cầm rất thoải mái. Thưa quý vị, chiếc ấm này là của nghệ nhân Triệu Khải Anh. Vâng, một chiếc ấm của nghệ nhân mà chỉ có 1,5 triệu thôi, rất đẹp và phong cách, ghép với bộ chén. Bộ chén thì 50 mil, 680.000 một bộ, 5 chiếc, 680 lại một chiếc ấm 1,5 triệu nữa, và khoảng 2,2 triệu được một bộ ấm chén, cực đẹp và phong cách, không có ai giống cả. Thưa quý vị, dành cho quý vị và các bạn thích sưu tầm đồ độc, đồ đẹp, đồ hiếm không ai có, và một lối đi riêng, một lối chơi riêng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là những mẫu chén chủ rất đẹp và phong cách. Mẫu chén Thanh Minh trên sông đẹp ngọ, một cái phong cảnh tuyệt đẹp. Bên trong ở dưới đáy cũng vẽ họa tiết, và cái phần trên đây là phần vàng 24K. Vâng, được đựng trong những chiếc hộp rất đẹp, có hình ảnh của nghệ nhân và một loạt những giấy chứng nhận.
có bảng chứng nhận về vàng trong chén. Vâng. Nghề chơi thì lắm công phu, càng cầu kỳ, càng kỹ đi một tí thì nó càng thú vị. Vâng. Mẫu chén này thì là mã số M6, 120ml, 580.000 một chén, dùng làm chén chủ, 580 một chiếc, có hộp, có túi sách. Và mẫu M7, một bức tranh thủy mặc cực kỳ đẹp, đấy. Cũng có một loạt những giấy chứng nhận của nghệ nhân, các giấy chứng nhận về vàng, cũng chiếc hộp rất đẹp. Mã số M7, 120ml, 580.000 một chiếc chén. Và mã số M, cái này phải là M9 thì mới đúng. À vâng, cái này M8. M8 là có vẽ một đôi cá vàng. Đây là nét vẽ thủ công bằng tay, phần đáy rất đẹp. 150ml, 750.000 một chén. Và mẫu chén tiếp theo, dùng làm quà biếu, quà tặng, cũng rất tuyệt vời. Mẫu chén sứ cảnh Đức Trấn, họa tiết là sen vàng, cầm rất thoải mái thưa quý vị. Một trăm mười mưu, 580.000 một chiếc. Vâng, được đặt trong một cái hộp đây ạ. Và có thêm một cái quai sách nữa, cái túi sách nữa. Đấy, để quý vị làm quà biếu, quà tặng, rất tuyệt vời. Và thưa quý vị, tiếp theo đó là một cặp đôi, cặp đôi chén cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng. Cặp đôi chén thiên mục kim long chản đắp vàng 24K, trên họa tiết là một chú rồng nổi. Và nghệ nhân làm đó là nghệ nhân Trần Vi Xuân. Đây ạ. Đây là những chiếc chén làm bằng tay thủ công toàn bộ. Vâng. Nghệ nhân Trần Vi Xuân. Hai mẫu và hai họa tiết khác nhau. Chúng tôi mỗi loại cũng còn khoảng 2 chiếc thôi. Vâng. Một chú rồng đắp bằng vàng 24K rất đẹp. Mã số M2. Đẹp và ấn tượng không ạ? Và chính tôi cũng đang dùng một chiếc đệm. Thưởng thức trà là mềm nước, cầm rất là thoải mái. 180ml, 1.280.000 một chiếc. Và M1, quá đẹp và ấn tượng. Chiếc này dành cho quý vị và các bạn có một cái phong cách riêng. 180ml, 1.280.000 một chiếc. Một cặp đôi dành cho quý vị và các bạn, một cặp vợ chồng hoặc một đôi tình nhân, mỗi người một chén, mỗi người một màu, cuộc sống mới thú vị làm sao thưa quý vị. Tiếp theo thưa quý vị và các bạn, đó là một cặp đôi chén chủ bằng đất từ xa, họa tiết đó là vẽ một chú cá rồng nổi và chất đất là đoàn nê nguyên khoáng. Dành cho quý vị và các bạn, những người nuôi cá rồng thì là tuyệt vời. Dành cho những đôi vợ chồng, vâng, ông một chén,
bà một chén ngồi thưởng trà đối ẩm. Quá tuyệt vời. Đây cũng là mẫu đặt hàng riêng vừa về. Và giá thì quý vị và các bạn sẽ giật mình. Dung tích 200ml, 500.000 một chén. To, đẹp, rẻ. Và không giống ai cả. Cá rồng là một cái biểu tượng thật là may mắn, thật là hạnh phúc. Và vì sao dân Việt chúng ta rất thích nuôi cá rồng? Độ lớn của cá thì rất là lâu. Và những chú cá rồng thì rất là giá trị. Có những chú cá rồng giá cả vài trăm triệu một chú. Vâng. Những chú cá rồng khi mà ở một cái tuổi lớn nó sẽ đỏ rực rỡ luôn, rất đẹp và phong cách. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật, Shop Thế Giới Từ Xa cùng với quý vị và các bạn đổi món. Vâng, chúng tôi giới thiệu về hàng ngàn mẫu chén các loại để quý vị và các bạn, những người đam mê ấm từ xa, những người thích trà và những người sưu tầm trà cùng thưởng thức và thưởng lãm. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video và đồng hành với Shop Thế Giới Từ Xa trong rất nhiều năm qua. Mọi tư vấn, mua bán, giao dịch, trao đổi, xin vui lòng liên hệ theo số line 0917 828 186 và chúng tôi ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Vâng, ngày chủ nhật cuối tuần cũng xin kính chúc tất cả các trà hữu thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, đầm ấm bên những người thân. Vâng. Shop Thế Giới Từ Xa xin chào và hẹn gặp lại.